Tịnh Thất Bồng Lai khoe ăn chơi thả cửa, hậu tuyên bố về lùm xùm huyết thống. Một thầy của Tịnh Thất Bồng Lai mới đây đã khoe ảnh ăn mừng khi kênh YouTube đạt 2 triệu lượt đăng ký. Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, trước kia là Tịnh Thất Bồng Lai đang là cái tên cực hot trên mạng xã hội khi một người đàn ông tên Lê Thanh Minh Tùng đứng ra tố cáo ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở thờ tự này lừa đảo. Ngoài ra, anh này còn khẳng định là con ruột của ông Lê Tùng Vân và em gái vị sư thầy. Dù dân mạng đang rất tò mò về động thái của người trong cuộc trước lời buộc tội của Minh Tùng, nhưng có vẻ như các thành viên ở Tịnh Thất tỏ ra khá bình tĩnh. Minh chứng cho điều này chính là việc cách đây ít giờ, trên trang cá nhân thành viên của Thiền Am đã đăng tải loạt ảnh nơi này ăn mừng khi kênh YouTube chính đạt 2 triệu lượt theo dõi. Hôm nay không quay video các bé cho quý vị xem được rồi vì tất cả mắc sửa soạn ăn mừng kênh YouTube lên 2 triệu lượt người đăng ký. Quên nữa, một kênh YouTube khác cũng được ăn mừng ké vì cũng lên được trên 100.000 lượt đăng ký. Lấy nút bạc luôn, tiết mục văn nghệ hài hước quá luôn, vị sư thầy nói. Hình ảnh ghi lại, trong khi người lớn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, các tiết mục văn nghệ thì các chú tiểu hào hứng tạo dáng đáng yêu khi chụp ảnh. Ở phần bình luận, rất nhiều fan cứng vào để lại lời chúc mừng. Ở diễn biến mới nhất, Nhất Nguyên đại diện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay còn gọi là Tịnh Thất Bồng Lai đã chia sẻ về sự việc lùm xùm liên quan đến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Về sự việc này, Nhất Nguyên cho biết, cách đây vài chục năm, Lê Thanh Minh Tùng được bà Lê Thị Thu Vân, em thứ 4 của ông Lê Tùng Vân và ông Lê Thanh Vân, em thứ 5 mang về nuôi. Họ nhờ sư phụ đặt tên cho đứa trẻ này. Từ đó đến nay, sư phụ không nuôi anh Lê Thanh Minh Tùng một ngày nào. Những gì anh ta nói trên sóng truyền hình là bị chuyện toàn bộ. Điều này đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của sư phụ. Qua sự việc này, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn sụp đổ trong mắt chúng tôi. Việc muốn chúng tôi xét nghiệm ADN toàn bộ là xâm phạm đời tư. Sư phụ đã chấp nhận xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng là một cách để minh chứng. Cũng theo Nhất Nguyên, nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là nhục nhã cho cuộc đời tu học. Bên cạnh đó, tu sĩ Nhất Nguyên cũng cho biết rằng Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã từng giúp đỡ Diễm My rất nhiều. Nhất Nguyên cho biết thêm, chúng tôi hiểu tính cách của con bé này, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghĩ ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trước đó, Diễm My đã từng xuất gia tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và được ông Lê Tùng Vân đặt pháp danh là Ngọc Tiên vì nó xứng đáng là tiên nữ. Sau đó, Diễm My đã trở về với gia đình rồi lại bỏ trốn lần nữa. Tính từ thời điểm đó đến nay, ba mẹ ruột của Diễm My vẫn luôn đi tìm cô nhưng không có kết quả. Về phía bà Phương Hằng, trong livestream tối qua của mình, bà đã quyết định nâng kèo từ 20 tỷ lên 300 tỷ nếu ông Vân đồng ý làm xét nghiệm ADN với những người trong danh sách mình đưa ra. Nếu thật sự là nhà tu thật, thử ADN mà không có tội gì, tôi đền cho 300 tỷ luôn. Tôi nói thật với quý vị, tôi không có nhiều tiền mặt nhưng tôi sẽ đưa đứt tiền mặt. Tôi hứa với quý vị luôn. Theo nữ CEO, nếu ông Lê Tùng Vân là người trong sạch thì tại sao ông phải từ chối điều đó? Liệu có uẩn khúc gì ở đây khiến ông phải làm như vậy?